Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất. Một trong những chính sách hỗ trợ được thực hiện là giảm mức thuế, bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu, bao gồm xăng, dầu diesel, dầu mazot, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay theo nghị quyết 42-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Việc thực hiện chính sách này đã làm giảm thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm khoảng 19.792 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay ước tính làm giảm thu ngân sách khoảng 1.151 tỷ đồng, giảm thuế môi trường với mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn làm giảm thu khoảng 18.641 tỷ. Trước đó, Bộ Tài chính tính toán việc áp dụng chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu kể trên có thể làm giảm thu ngân sách gần 39.000 tỷ đồng cả năm nay. Tuy nhiên, việc giảm thuế môi trường với mặt hàng này sẽ góp phần giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tại nghị quyết 42/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thuế suất áp dụng với các mặt hàng xăng dầu đã được giảm 50% áp dụng trong cả năm 2024. Cụ thể, với mặt hàng xăng chứa ethanol, áp dụng thuế suất 2.000 đồng một lít, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu ma dầu nhờn còn 1.000 đồng một lít, mỗi nhờn còn 1.000 đồng một kg và dầu hỏa 600.000 đồng một lít. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhờn sẽ trở lại mức trần của biểu khung thuế, tức xăng là 4.000 đồng một lít, nhiên liệu bay là 3.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu mazot, rớt, dầu nhờn là 2.000 đồng một lít, dầu hỏa là 1.000 đồng một lít và mỡ nhờn là 2.000 đồng 1 kg. Bên cạnh chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế cũng thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất năm 2023 theo quyết định số 25 năm 2023 của Thủ tướng có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2023, ước tính làm giảm thu ngân sách 7 tháng khoảng 2.372 tỷ đồng. Giảm thuế giá trị gia tăng VAT theo nghị quyết số 110 năm 2023 của Quốc hội dựa trên cơ sở dữ liệu người nộp thuế kê khai thuế VAT đầu ra tại phụ lục giảm thuế đính kèm các tờ khai có kỳ tính thuế đến ngày 21 tháng 6 năm 2024 của người nộp thuế được giảm do thực hiện nghị quyết là 87.109 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế theo nghị định số 64 năm 2024 về gia hạn thời gian nộp thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2024. Nghị định số 65 năm 2024 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Kết quả tính đến cuối tháng 7, ước tổng số thuế tiền thuế đất thuộc diện được gia hạn vào khoảng 32.100 tỷ đồng. Theo số liệu của cơ quan thuế, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý lũy kế 7 tháng đầu năm nay ước đạt trên 1.019 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và tương đương 68,6% so với dự đoán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 985.325 tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô ước đạt 34.377 tỷ, bằng 74,7% dự toán, giảm 3% so với cùng kỳ đã có 14 trên 20 khoản thu, sắc thuế đạt khá, trong đó một số khoản thu lớn như thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, thu từ hoạt động sổ số. Đề xuất mới, bỏ giá trần xăng dầu, kê khai giá trực tuyến Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề nghị Bộ Công Thương cân nhắc hai phương án để quản lý giá bán xăng dầu. Một trong số này là cho phép doanh nghiệp tự quyết định giá bán không có giá trần. VCCI vừa có góp ý dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu gửi Bộ Công Thương. Theo cơ chế mới được đề xuất tại dự thảo, cơ quan nhà nước sẽ công bố các chi phí thành phần, doanh nghiệp tự tính giá trần thay vì như hiện nay cơ quan nhà nước công bố giá trần. VCCI cho biết, doanh nghiệp đánh giá cơ chế này chỉ thay đổi về hình thức chứ không thay đổi về bản chất việc quản lý giá xăng dầu. Công thức tính giá và các chi phí thành phần cũng không có sự thay đổi đáng kể so với hiện hành. Nếu thực hiện theo cơ chế này, giá trần sẽ rất sát với giá thành toàn bộ của việc cung ứng xăng dầu. Đại đa số doanh nghiệp vẫn phải bán theo giá trần, chứ khó có khả năng bán với giá thấp hơn để cạnh tranh với doanh nghiệp khác. Như vậy, cơ chế mới không khác biệt so với hiện hành, sự thảo còn bổ sung quy định doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục kê khai giá bán xăng dầu với cơ quan nhà nước. Theo VCCI, trong trường hợp đại đa số các doanh nghiệp bán xăng dầu với giá trần, thủ tục kê khai giá này không mang lại ý nghĩa quản lý. Nhiều doanh nghiệp lo ngại cơ chế này sẽ tăng thêm thủ tục hành chính. Mỗi doanh nghiệp phải kê khai giá từng tuần khi cơ quan nhà nước công bố chi phí tạo nguồn mới. Theo đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc hai phương án. Một là cho phép doanh nghiệp tự quyết định giá bán, không có giá trần, đi kèm với các quy định về công khai, minh bạch giá, để người tiêu dùng lựa chọn. Phương án 2 bỏ thủ tục kê khai giá hoặc miễn thủ tục này khi doanh nghiệp bán hàng đúng bằng giá trần theo quy định. Về việc dự thảo không cho phép thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau vì lo ngại dẫn đến mua bán lòng vòng, theo VCCI, lập luận này không có cơ sở và đi ngược lại quy luật thị trường. Các bên trên thị trường có xu hướng ưu tiên mua những thương nhân phân phối có giá thấp hơn. Thương nhân phân phối nào giá cao thì sẽ bị đào thải của thị trường do không thể cạnh tranh với các thương nhân đầu mối và phân phối khác có giá rẻ hơn, Cơ quan này đề nghị sửa đổi dự thảo theo hướng cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau. VCCI cũng đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ các nội dung về kinh doanh dịch vụ xăng dầu ra khỏi nghị định này, cân nhắc cơ chế nhà nước điều hành lượng dự trữ lưu thông cũng như cân nhắc bổ sung thêm một số khu vực cách xa nhà máy hoặc cả nhập khẩu vào diện được tăng giá thêm 2%. Sàn giao dịch kinh doanh xăng dầu sẽ hoạt động như chợ thương mại. Theo các chuyên gia, việc lập sàn giao dịch xăng dầu sẽ giúp thị trường minh bạch những góc khuất trong kinh doanh của các doanh nghiệp góp phần phá thế độc quyền của các doanh nghiệp lớn, giúp thị trường hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc này sẽ khó thực hiện do chưa đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Nói về ý tưởng thành lập sàn giao dịch xăng dầu, trao đổi với lao động, ông Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Hải Âu Phát cho biết. Sàn giao dịch xăng dầu hoạt động theo hình thức như chợ thương mại kinh doanh xăng dầu. Trong đó, bên bán sẽ đăng ký và đưa đầy đủ thông tin hàng hóa, gồm số lượng, chất lượng, chứng nhận nguồn gốc hàng hóa, kho lưu trữ, giá giao dịch lên sàn giao dịch. Bên mua sẽ căn cứ vào giá cả, chủng loại sản phẩm để lựa chọn số lượng, chủng loại sản phẩm muốn mua. Nhà nước sẽ quản lý hoạt động của sàn giao dịch, bảo hộ các sản giao dịch trên sàn và thu thuế hoặc phí tương ứng cho lượng hàng hóa giao dịch. Theo ông Thắng, nguồn cung chính của sàn giao dịch xăng dầu là một phần hoặc toàn phần lượng nhập khẩu của thương nhân đầu mối, một phần hoặc toàn phần lượng xăng dầu sản xuất của nhà máy lọc dầu, lượng xăng dầu hợp quy đang luân chuyển trên thị trường, nguồn xăng dầu từ kho dự trữ quốc gia, nguồn xăng dầu quy đổi từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thương nhân đầu mối có quyền lựa chọn một phần cung ứng cho hệ thống kinh doanh xăng dầu truyền thống như mô hình kinh doanh xăng dầu hiện hữu, một phần giao bán trên sản giao dịch để kinh doanh bán cho các bên đủ điều kiện mua lượng xăng dầu này. Thương nhân phân phối có quyền giao bán lượng xăng dầu mà mình sở hữu trên sản giao dịch để bán cho các bên đủ điều kiện mua lượng xăng dầu này, còn thương nhân bán lẻ có quyền giao bán lượng xăng dầu mà mình sở hữu trên sản giao dịch để bán cho các bên đủ điều kiện mua lượng xăng dầu này. Ông Thắng gợi ý các hình thức thương nhân kinh doanh xăng dầu bình đẳng trong việc tham gia mua bán trên sàn giao dịch. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp thuế, phí cho nhà nước đối với lượng hàng hóa giao dịch. Nhà nước tổ chức, quản lý và thu thuế phí phù hợp với khối lượng giao dịch trên sàn. Quỹ bình ổn giá xăng dầu với lượng xăng dầu được mua bằng tiền trích lập quỹ, được cơ quan quản lý nhà nước định giá và giao bán trên sàn nhằm ổn định nguồn xăng dầu, tránh tình trạng tăng, giảm sốc và nguy cơ đứt gãy hệ thống cung ứng xăng dầu. Lượng xăng dầu dự trữ quốc gia được định giá và giao bán trên sàn từ hoạt động thanh lý, đảo chuyển, bán cũ mua mới để đảm bảo chất lượng xăng dầu. Một số chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng để thành lập sàn giao dịch xăng dầu hiện nay khó thực hiện bởi phải hội đủ các điều kiện cần và đủ theo cơ chế thị trường. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho hay, không chỉ riêng Việt Nam mà trên thế giới, rất nhiều nước cũng tham vọng mở sàn giao dịch xăng dầu Tuy nhiên, thành công thì dường như chỉ có hai sàn, gồm sàn của Mỹ giao dịch dầu WTI và sàn tại London giao dịch dầu Brent, khi họ có sân chơi đủ lớn và chế tải kinh tế đủ mạnh. Các sàn còn lại như tại Trung Đông hay những vùng có khối lượng giao dịch lớn như Singapore chỉ được xem là các sàn giao dịch thứ cấp bởi còn yếu tố như không đủ khối lượng khách tham gia hay không hấp thu được khối lượng khách lớn là các trung tâm giao dịch. Vì thế, với sự phụ thuộc lớn vào giá xăng dầu thế giới khi giá thế giới chiếm 64 đến 72% trong cơ cấu giá Việt Nam Ông Hùng đặt vấn đề, liệu khi chúng ta có một sàn giao dịch xăng dầu thì có thoát khỏi sự ảnh hưởng của các sàn giao dịch thế giới hay không? Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho biết tại Việt Nam, việc giao dịch các sản phẩm như dầu thô, khí tự nhiên được Bộ Công thương cho phép giao dịch thí điểm tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, có thực tế hiện nay việc giao dịch chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia vì chính sách chưa ổn định. Theo đó, quyết định cho phép giao dịch thí điểm theo từng năm, hết phải gia hạn, việc thí điểm dừng từ ngày 27 tháng 5 năm 2024 với lý do không rõ ràng. Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu trước đây cho phép doanh nghiệp được giao dịch qua MXV, nhưng các nghị định sửa đổi lại bỏ quy định này. Bộ Tài chính cũng chưa có chính sách về chế độ hạch toán kế hoạch cho các doanh nghiệp tham gia giao dịch tại MXV nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói riêng. Ông Quỳnh khẳng định, từ những khó khăn đó, chúng tôi cho rằng việc lập sàn giao dịch xăng dầu thành phẩm cần phải xem xét đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, không nên vội vàng. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá Cả, Bộ Tài chính cho biết, nếu thành lập được sàn giao dịch xăng dầu thì rất tốt và cần thiết. Về lý thuyết, sàn giao dịch xăng dầu sẽ giúp tăng cường tính minh bạch, công khai về giá cả, giao dịch, giảm thiểu rủi ro và tạo cơ hội đầu tư cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.